Hello, hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tây tháng Giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 34 bắt đầu. Để coi trước khi mà vấn đề là kêu bằng là vào chương trình thì vấn đề là Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc. Vấn đề là để chúng ta hung đúc cái tinh thần mà những này là cái bản là đấu tranh của chúng ta. Mời quý vị và các bạn và các em ha. Thưa quý vị, nếu giai đoạn đầu thập niên 1940 được xem là thời điểm đầu tiên đánh dấu những sáng tác hùng ca nói lên hào khí của những người trai thời loạn, nguyện hy sinh và dâng hiến đời mình cho Tổ quốc, thì cuộc chiến mùa hè đỏ lửa 1972 chính là giai đoạn hùng sử ca của những nhạc sĩ. Chào các bạn nha. Chào Sơn. Thời đi từ những sáng tác ngợi ca lòng yêu nước vào khoảng cuối thập niên 1960 của các nhạc sĩ như Bảo Tố, Viết Chung, Đoàn Công Danh hay Trần Văn Bùn, vân vân. Thuộc đoàn văn nghệ xây dựng nông thôn như Nông thôn quật khởi, Bài ca lên đường, cho đến các ca khúc đấu tranh chính trị và rực lửa quê hương. Các nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam thời bây giờ như Nguyễn Đức Quang, Anh Việt Thu, Trần Tử Thiêng hay Nguyễn Tấn Lộc vân vân đã đồng lòng ngồi lại với nhau và sáng tác chung những ca khúc mà không cần để tên tác giả, chỉ lấy một tên duy nhất là Cục Chính Huấn mà thôi. Chào Đường Thái Duy. Quý vị, có thể chào nói là ở đâu thì người ta cũng nghe được một cánh tay đưa chào lên, Nguyễn Vũ. Hàng ngàn cánh tay đưa lên, hoặc cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu. Và chỗ nào thì người ta cũng hát Việt Nam quê hương ngạo nghễ dưới ánh mặt trời. Chào các bạn nha. Không phải là lúc chào, trên đầu súng quê hương. Chào Nam Dương. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức một trong những bản hùng ca nói trên, nhạc phẩm Thề Không Phản Bội Quê Hương, qua phần trình bày hợp ca của bốn giọng hát Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Quế, Ngọc Đăng Thanh và Việt Dũng. Rồi, cho các bạn nghe vậy thôi, bên này trễ rồi, chúng ta đi vào thẳng đề tài luôn nha. Rồi. Chị ơi chị, ở Việt Nam bây giờ buồn lắm chị ơi. Tết năm nay không có không khí nào hết. Em rất là buồn. Vả lại ở Việt Nam ngày hôm nay không ai nói tới ai một lời nào hết. Nó còn buồn thê thảm nữa, em yên tâm đi. Chị nhận được một cái mật báo, có một cái nguồn tin mật
là bây giờ cái đảng đỉ, cái phe theo Tàu, nó chuẩn bị nó cùng với thằng chó đẻ Tàu Cộng để mà nó đem lính, đem con của Việt Nam của mình đi ra ngoài Hoàng Sa để mà hợp tác lại, để mà đánh với Hoa Kỳ ở ngoài ngoại. Mà các em biết rằng khi mà chiến sự ở Hoàng Sa nổ ra thì nổi một cái mà vấn đề là không quân của Hoa Kỳ chiến dịch, vấn đề là kêu bằng là ó biển, là vấn đề là mưa rơi, là vấn đề là kêu bằng là nó rơi xuống. Ta nói hả, tất cả đều nát như tương Tàu, mà thằng Tàu nó không dám đem quân đội của nó ra, mà nó lợi dụng nó đem con dân Việt Nam của mình đi ra ngoài ở ngoài đó đó, để cho vấn đề là kêu bằng là hứng hết. Ta nói nát như tương Tàu. Các em thấy nó âm mưu ghê không? Nó muốn dùng như vậy để mà diệt chủng người dân Việt Nam của mình. Rồi sau này nó la làng lên, Hoa Kỳ đã biết chuyện này. Cho nên cái lũ chó tình báo Hoa Nam của tụi bay đừng có chơi cái màn mất dạy như vậy, nghe chưa? Chiến dịch mãn xà của Hoa Kỳ đã vào Việt Nam. Người dân Việt Nam không biết cái gì cả. Quân đội Việt Nam đéo biết cái gì cả. Cho nên thằng chó đẻ Tàu Cộng đã mở bí mật một cái hầm nhôm để mà đem qua bên Hoa Kỳ này để mà xuất khẩu. Hoa Kỳ đã tịch thu của thằng tỷ phú 25 triệu đô la Mỹ. Và từ đây về sau, sắt thép hoặc là nhôm của tụi bay đi qua bên Hoa Kỳ tụi bay chết. Bởi chiến dịch mà mãn xà của Hoa Kỳ là người ta ở Việt Nam, người ta đang len lỏi đấy, người ta vào, người ta nhìn, người ta biết hết. Xong rồi người ta qua đây, người ta mổ cho chết con đĩ mẹ tụi bay luôn, đồ cái thứ chó súc vật. Người dân Việt Nam bây giờ xong rồi đó, tội nghiệp người dân Việt Nam quá, hết sức là tội nghiệp. Lisa bên đây mà Lisa nhận được như vậy, nó âm thầm nó vào Việt Nam, nó bỏ những cái hầm bí mật nào là nó mở thép đã rồi, bây giờ lôi ra là nó mở một cái hầm bí mật để mà nó làm nhôm để nó đem qua Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã nhìn thấy được rồi, nó tận diệt cái nguồn của tại Việt Nam mà người dân Việt Nam không biết một cái gì hết đó. Cho nên từ đây về sau Lisa sẽ bắt đầu là tiếp tục làm nữa, phải đập mạnh hơn nữa. Cảm ơn tất cả những người là chiến dịch mãn xà của Hoa Kỳ, CIA đã vào Việt Nam và tìm phát hiện ra và tìm hết tất cả những cái quặng mỏ mà nó sang Việt Nam, nó âm thầm để mà nó làm như vậy. Cái lũ đầu bò này đó, ai mà áp sát được thằng chó đẻ Trọng Lũ mà giết cái lũ mà thân Tàu này đó ha, là Lisa những này là kêu bằng là dân tộc Việt Nam nhớ ơn đời đời. Đã như vậy rồi, nó đem con dân Việt Nam đi ra ngoài Hoàng Sa, nó thành lập cái Hoàng Sa, nó đã cướp của Việt Nam. Những này là kêu bằng là do cái công hàm của thằng chó đẻ, những này là kêu bằng là Phạm Văn Đồng ký năm 1958, nó đã ăn ở, nó đưa người nó ra ngoài du lịch. Bây giờ có chiến sự thì nó lại nắm đầu con dân Việt Nam phải đi ra Trường Sa để mà nằm chết ở ngoài Trường Sa thay thế cho tụi nó. Các bạn thấy cái ác của thằng Tàu chưa? Quân đội có mổ mắt ra chưa? Những thằng hải quân tụi bay có bánh đầu ra chưa? Những thằng tướng lãnh trong quân đội tụi bay nhìn thấy chưa? Không quân Việt Nam nhìn đi, mổ mắt ra đi. Chó mà, cái lũ này nó chó đẻ mà, biết không? Mà chắc làm gì biết cái đéo gì? Nó bịt mắt mẹ mà, nó bịt mắt hết trơn rồi biết cái gì? Chỉ cần nghe lệnh trung thành với đảng đỉ là bắt đầu đem con dân Việt Nam đi ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa để mà đánh ngoài ngoại với Hoa Kỳ. Qua ngoại đánh đi, Hoa Kỳ thì bây giờ F-35 của nó rạc một cái một là đủ mẹ nằm, còn như là kiến. Quá đau lòng mà. Một cái mật tin cho Lisa biết nữa, là cái tụ điểm ca nhạc 126 ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ, nó bán mẹ cho chúng mình là thằng Tàu luôn. Ai ở tại Sài Gòn biết đi, Lisa chưa biết cái điểm này ở đâu, nhưng mà Lisa nhận được một cái tin, cho Lisa một cái tin như vậy luôn. Nó bán luôn cái tụ điểm ca nhạc 126 trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ, nó bán mẹ cho thằng Tàu Cộng luôn. Thằng Tàu Cộng bây giờ chúng mình là qua lấy luôn như vậy. Các bạn thấy có bao giờ mà những này nó nước Việt Nam khốn nạn hay không? Trong cái dịp Tết người dân người ta điêu đứng như vậy, bây giờ tự động tiền điện nó lên 20%, nó lên 50%, nó muốn lên bao nhiêu đó nó lên. Bởi bây giờ nó không còn tiền, nó muốn lên cái gì đó nó lên. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị nói cho mọi người nghe, nếu mà lấy tiền, giấu tiền, những này là hay là dùng bút lông hay bút bi gì đó ghi lên mặt của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, ghi nó là tên Hồ Quang hoặc là ghi là tên Tàu Cộng nha chị. Ừ, thì các em ở Việt Nam đó, vấn đề là cái bạn là cứ việc như vậy đi,
cứ việc lấy viết ghi lên đi, làm mấy cái trò này không có gì, tên nhau cũng làm đi, cái trò này để cho con nít nó làm thôi, ghi lên trên mặt là hồ quang hồ cẩm ở trên hình hồ chứ lên cái tờ tiền đó cũng được nữa, thì cứ ghi lên đi. Nhưng mà đối với chị là phải đập sạch, giết sạch, phá sạch mới là những điều gì cho người ta mới sống được nha. Năm nay khổ quá chị Lisa ơi, nó không có cho buôn bán gì trơn chị ơi, ta nói nó siết vô mà, thằng Tàu nó cố tình nó qua nó diệt chủng dân tộc Việt Nam mà, em yên tâm đi. Năm ngoái đó, cái chị mà vấn đề là kêu bằng đó là Hà Thanh Thúy nói chuyện, chị Thúy nói chuyện với Lisa, cái người đàn bà này tội nghiệp lắm, bị lừa đảo đi qua Đài Loan làm, rồi bắt đầu là đi về không có tiền bạc, cũng vào cái dịp Tết như vậy nè, hai đứa con nhỏ của chị đi ra ngoài đường, chị bắt đầu là thấy con nít mà ai cũng có tiền bạc đi ra ngoài chơi, chị cũng bắt đầu là vô giáo bộ lì xì cho con, nhưng mà dặn các con là không, mẹ không có tiền, cho nên con lấy tiền ra ngoài để chơi với những bạn bè, nhưng mà nhớ đừng có mua đồ ăn gì hết trơn á. Hai đứa con của chị nó cũng ngoan, tới dịp Tết hồi năm ngoái nó cũng cầm tiền nó đi tơn tơn ra để cho có với mọi người nó chơi, để là lì xì cho nó vui. Nhưng mà sau đó rồi tối lại rồi nó tự động nó đem lại nó cầm tiền nó đưa cho chị, bởi vì cái thằng đảng địa đó nó bao vây kinh tế gia đình người ta sạch sẽ hết trơn như vậy đó. Đã vậy rồi nó còn quánh người ta, vấn đề là cho vấn đề là kêu bằng là mẹ gãy một cái giò nữa. Mà người dân ở tại Hà Nội không ai dám đứng lên hết, không ai dám làm một cuộc vấn đề là manh động để mà cướp tù, để mà đập phá nhà tù, quánh chết mẹ cái đảng đĩ này. Bây giờ con cháu của nó có ai dám tới bắt trong những ngày Tết hay không? Nó giả mang là cộng đồng hải ngoại đang ăn Tết vui vẻ 25-26 Tết, thì nó âm thầm nó bắt người ta, nó chia rẽ tình mẹ con như vậy. Các bạn thấy cái đảng đĩ nó còn cái gì hay không? Cho nên Lisa cho các bạn nghe nè, đây là có nhiều người hỏi chị ơi, chị Thúy là người như thế nào, thì đây nè các em nghe đi đó, nghe chị kể đi, các em thấy có đau lòng hay không, cái đảng chó đẻ nó xúc giật như thế nào, nó làm cho con người ta như thế nào, chỉ vì lên tiếng nói sự thật, bị lừa đảo, bị lường gạt thôi, mà bây giờ những này là kêu bằng là nó sợ vậy. Chào mọi người đó. Tôi là Trần Thị Nga, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1977, sống tại số nhà 254 đường Trần Thị Phúc, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tôi là một nạn nhân của tệ nạn xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Khi tôi gặp nạn thì tôi đã bị chính phủ Việt Nam bỏ rơi. Chính vì vậy tôi đã phải tự tìm hiểu về luật pháp cũng như các cái quyền căn bản để bảo vệ mình. Sau đó tôi đã dùng những cái kiến thức, cái kinh nghiệm của mình để bảo vệ, giúp đỡ những lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan khác. Năm 2008 khi về Việt Nam tôi tiếp... Các bạn thấy không? Người ta giúp đỡ những người khác mà nó cũng không cho luôn nữa. Dùng cái kiến thức, cái kinh nghiệm đó để giúp đỡ lao động và thân nhân lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan. Chính vì những cái công việc đó mà tôi bắt đầu bị công an, bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng công an côn đồ tấn công và đàn áp tôi một cách hết sức là trầm trọng. Điển hình là ngày 7 tháng 1 năm 2010, khi tôi đang mang thai bé Phú là đứa con thứ ba của tôi. Tháng thứ 7 thì tôi đã bị công an của tỉnh Hà Nam lừa lên công an phường Hai Bà Trưng để làm lại thủ tục tạm trú. Nhưng sau đó thì họ đã bắt tôi lên trên phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam. Tại đây thì họ đã 7-8 người cả sắc phục lẫn thường phục đã ép tôi là phải chấm dứt cái việc giúp đỡ lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan. Các bạn thấy khốn nạn không? Nó ép buộc người ta không có giúp đỡ và không có lên tiếng nói là những người ở Đài Loan bị lừa gạt. Mà những thành phần lừa gạt là ai? Là toàn là cái đảng đĩ con cháu của nó thôi. Nó dụ cho đi Đài Loan để nó lường gạt, chứ người dân nào dám vô lường gạt hả? Các bạn thấy nó chó đẻ như vậy không hả? Cái lũ chó đẻ tại Hà Giang, Hà Nam này nè, cái đám đậu bò tại Hà Nam, người dân Hà Nam đâu, thanh niên Hà Nam đâu đứng lên bảo vệ một người phụ nữ cướp tù luôn. Chị đừng có nói nó ép mẹ chứ, nói là nó đánh. Tôi mà như chị đó là tôi la làng nó rồi. Nó đánh, không có nói ép con mẹ chứ, cái đám chó có ép chứ. Đấy, mấy thằng chó đẻ Hà Nam, nhưng mà mày cùng chung với tao mà tao bay muốn nghe lệnh lệnh cấp trên hả? Buông ra, tao đi thẳng là cấp trên, đụng mắt tóc môi rồi. Tao giết chết mẹ với thằng chó đẻ mà ra lệnh phá tù luôn. Cái lý do mà công an đưa ra đó là chỉ những kẻ phản động bán nước hại dân, những kẻ khủng bố mới giúp người hoạn nạn không công, còn người Việt Nam chân chính không có ai đi giúp đỡ người hoạn nạn không công bao giờ cả. Họ đe dọa tôi, công an đe dọa tôi là nếu như không chấm dứt mà vẫn tiếp tục giúp đỡ người lao động Việt Nam gặp nạn thì họ sẽ giết mẹ con tôi, khi đó là đứa con của tôi mới ở trong bụng tôi 7 tháng. Tôi không chấp nhận những cái sự vô lý của bên phía công an.
Bởi vì cái việc giúp đỡ người hoạn nạn là cái việc làm chân chính, là một cái việc làm không vi phạm pháp luật, mà bất kể một người Việt Nam nào, một người dân nào cũng cần phải giúp đỡ người khác khi họ hoạn nạn. Đây là cái âm mưu của thằng Tàu đó. Nó không có cho người Việt Nam mà nhất là giúp đỡ với nhau người Việt Nam đó. Nó đã thành công rồi đó. Bây giờ ở tại Việt Nam bây giờ nó bắt một người này vô thì không ai giúp đỡ mẹ gì trơn đó. Ở ngoài cứ việc ăn chơi vui vẻ cho nó, kệ mẹ nó đi. Đây là cái chính sách của thằng chó đẻ Tàu Cộng, nó làm như vậy đó. Làm cho người Việt Nam không giúp đỡ Việt Nam, người Việt Nam với nhau không thương người Việt Nam. Thằng Tàu qua nó muốn mổ bụng, nó muốn làm cái gì làm, nó muốn giết ai kệ mẹ nó. Hãy chưa đụng tới mình thì thôi, mình ngồi chỗ vậy thôi hả. Đó, nó không cho ai giúp đỡ ai cơ á, mẹ nó ra. Bây giờ đây mà kêu, ơi trời ơi, tôi chết mày cũng kệ mẹ nó luôn. Khỏi ai làm gì trơn á. Thậm chí Lisa về Việt Nam năm 2005, Lisa chửi đóng ở phía trường. Mà cái mà ngồi im thu hết trơn, ai cũng ngồi im ru, lạ giáo lỗ tai bò ra nghe thôi à. Không làm lùn què gì trơn. Để cho Lisa quậy thôi à. Lisa làm luôn, tăng làm luôn. Cái lũ chó đẹp đó. Đặc đuổi. Bởi vì tôi là người hoạn nạn, khi hoạn nạn tôi đã cần cái sự giúp đỡ như thế. Đó, các bạn thấy đó. Rất là đau lòng. Cho nên những người nào ở tại Hà Nam, Lisa đã gửi công hàm cũng như là mọi người bên hải ngoại, người ta đã lên tiếng rồi. Nhưng mà ở trong nước mà cứ trời ơi chị ơi cứu chị nghe đi chị ơi tội nghiệp quá chị ơi, cứ la làng bên hải ngoại người ta đã đưa lên trên nhân quyền, người ta đang chuẩn bị gửi vào vấn đề là kêu bằng quốc hội của Hoa Kỳ, đang chuyển công văn về lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Thì các bạn ở Việt Nam, những người nào toàn dân Việt Nam chứ không riêng tỉnh Hà Nam, phải đồng lòng xuống đường gõ cửa tất cả những lãnh sự quán, già như trẻ, treo người như một đực khác nghĩa, đập phá như vậy là nhà tù luôn, trôi bom xăng luôn, cướp tù luôn. Nhưng mà là cái bằng là coi có đủ mẹ làm lợi không. Nhân Việt Nam sợ quá trời sợ, rung quá trời rung rồi mà không dám làm cái gì trơn mà. Cứ ở Việt Nam gặp hỏi, trời ơi chị ơi đổi tiền chưa, em hoang mang quá, cứ lo cho mình không à. Nó gõ đầu tới nơi bây giờ đi nè, tiền điện tiền đồ nó tăng lên chết bây giờ đi nè. Khỏi lo đi. Đó, ngồi đó mà cứ như vậy là cái bạn là sống ích kỷ nhỏ mọn đi rồi chết. Chưa? Chị ơi chị, nó cho mở sòng bạc ở Việt Nam rồi kìa chị, thì người của nó không. Nó thấy người Việt Nam bây giờ chạy qua Campuchia, những này là chơi bên bển rồi, bây giờ nó sợ. Nó sợ rồi bây giờ nó mở nó sòng bài. Mở sòng bài nó bắt mọi người dân như chẳng thôi, sòng bài là do ai? Do thế lực của nó, do quen biết con ông cháu cha, hoặc là do mấy thằng chó đẻ, vấn đề là cái bạn là công an nó ra thôi. Mở sòng bạc cho được quyền mở sòng bạc là người dân ở bên ngoài vẫn mở ra. Ai cũng ngồi quánh bạc cho nên chị đố các em nó dám ra ngoài không? Nó mở sòng bạc nó chỉ kêu tất cả người dân vô đưa tiền cho nó để cúng tiền cho nó trong sòng bạc thôi. Chứ không bao giờ mình nó cho người dân mà vẫn là thoải mái mà chơi ở bên ngoài đâu. Cái đẳng đỉ này là nó như vậy đó. Chứ không bao giờ đâu. Một cái đất nước mà chuẩn bị đó, nhưng mà là tới cái thời kỳ mà vấn đề là nó vấn đề là cái bằng nó không còn rồi, là tao nói đỉ điếm cờ bạc lộng hành trong tương lai, nó sắn vô nhà nó cướp tại chỗ luôn bây giờ đi nè. Thấy chị chửi quá rồi, chị chửi dụ vấn đề là cái bạn là mẹ nó ra người dân nó chạy qua Campuchia nó chơi bánh bà nó đem tiền mẹ bánh ta chơi cho người ta đá gà cũng qua bển nó chơi mà bỏ tập mấy thằng chó đẻ Đồng Tháp tôi bắt gà đi bỉ mẹ tôi bay, mấy thằng chó đẻ xúc giật chúng này là ở công an phường nó tôi bay ngục tôi bay bắt đi đó, tôi bay nghe lời của đăng đỉ tôi bắt đi cho tôi ăn quần què nữa, thua đẻ môi ghen tôi bay ra. Ngồi đó tôi bắt có đâu sợ đâu. Thời buổi này tôi bắt đi qua Campuchia, qua Thái Lan đá, khỏi có ai bắt bớt rồi, có tiền bạc chung phòng thẳng không sắp về. Đủ mẹ tôi bay cho mấy bắt hả? Tôi bay quen theo cái đăng đỉ, tôi bay ở nhà đi. Tôi bay gắn cho tôi nhà đi. Thôi ai làm cho thua. Chị ơi, người ta bán chợ Tết thì nó đuổi không cho bán. Còn những chỗ cho bán ngày nào nó cũng tới, nó xè tay, nó xin tiền hết chị ơi. Em ở khu chợ lớn đường Phùng Hưng, quận 5, ngày nào nó cũng tới xin vài trăm ngàn, còn trước đó thì đã đóng cho nó 2 triệu rồi, 3 triệu đồng rồi, mà bây giờ nó cũng không chịu. Nó chị ơi trời ơi khổ quá, năm nay không có người dân, không có ăn Tết chị ơi, qua cũng bán không có được nhiều nữa chị à, trời ơi em chết rồi chị ơi, là chị, ừ đó thì bây giờ ngồi cứ la, mạnh người nào cứ lên đây ngồi khóc la với chị, mà ở Việt Nam không ai làm cho được, chị đó chịu thôi. Gặp chị đó hả, tao ngồi tao bắt thịt, ta ở Việt Nam tao bắt thịt. Tao là bạn hàng thịt hoặc bạn hàng cá. Tao ngồi đó tao bán. Tao cầm cái dao tao sắc sắc. Đụ mẹ mà tới mà lấy hai bụng quá tao đâu ấy. Tao phản tác một thôi. Tao cho máu nó đổ ra để đụ mẹ nó ra để cho những này là vui. Bỏ tao.
Gặp ta ở Việt Nam thì tao cho tao bay ngồi đó, tao đi tới tao bay xin tiền tao. Tao lấp lỗ tai, tao thẳng, tao da, tao ngồi, tao liếc mẹ nó, tao liếc ngồi. Tao liếc cho nó xong xuôi, tao bay tới, tao bay viết cho tao. Chị ơi, em ăn tối về ở đường Lý Tự Trọng, nó ngồi nó đón đường quá trời. Chị ơi, hết áo xanh tới áo vàng, trời ơi, thì nó ăn cướp chứ sao. Hết người này tới người kia, cứ mỗi lượt đi vô là 200 ngàn, 100 ngàn rồi bắt đầu nó cho đi chị ơi. Trời ơi, em thấy nó sau khi hai thằng nó đi ra nó còn cười, nó vô quán nhậu nó ngồi. Bắt đầu xong rồi nó kéo tiền về, tao nói tiền quá trời tiền chị ơi. Ừ, thì người dân ngu, người dân khôn quá, nó đưa tiền cho nó ăn đi, không dám làm mẹ, nó ráng chịu. Cô ơi, cô cho con hỏi thêm cô ơi. Nếu nhân dân đứng dậy đấu tranh thì ai sẽ là người hỗ trợ cung cấp vũ khí cho nhân dân vậy cô ạ? À? Con khờ quá à, không có cung cấp vũ khí cho nó, toàn dân đứng lên, đồng lòng đứng lên như biển người. Nó đem quân đội tới từ bên hải ngoại này, hoặc là những người người ta giống như là trực tiếp ở tại Việt Nam, người ta đưa thông tin ra đây để mà cho thế giới người ta can thiệp vào Việt Nam. Chỉ vậy thôi, chứ bây giờ vũ khí ở đâu mà có khi mà sống trong một cái chế độ chó đẻ như vậy. Làm sao mà sống trong một cái vấn đề là chế độ, vấn đề là xúc vật như vậy được. Cho nên những này là các em ở Việt Nam, những này là cứ việc xuống đường biểu tình là chỉ có bơm xăng thôi nha, chỉ có bơm xăng thôi. Chị ơi, bây giờ cô giáo ở trong trường với đài truyền hình Vĩnh Long cấm học sinh không cho nghe chương trình của chị, nói rằng chương trình của chị là chương trình phản động, thì các em cứ vượt tường là firewall vô đi, nói chị nghe làm gì. Nó đã ngăn cản hết trơn rồi, nhưng mà cái đám chó đầu bò này mày ngăn cản, càng ngăn cản người dân người ta càng ào ào, người ta vô người ta tò mò, người ta coi chị, yên tâm đi. Nó càng ngăn cản thì các em càng mở ra các em nghe. Mà bây giờ nó biết rồi, nó biết người dân Việt Nam nghe thôi chứ đâu có dám hành động đâu. Chỉ nghe lời của chị nói thôi, đâu có dám hành động. Bởi cho nên nó biết chứ không biết. Nó biết các em là giữ firewall, các em chỉ gửi tới chương trình các em vào coi được, nhưng mà rồi sao cái rung mẹ nó cho sợ nó trơn rồi, cho nên nó biết rồi, nó biết người dân sợ rồi, nó giả bộ nó rung cây nhắc thì nó đánh đột đập một hai người cái là em sợ mẹ trơn rồi, ngồi nghe thôi, nghe lỗ tai bên đây rồi qua lỗ tai bên đây thôi, có mẹ gì đâu, nghe là phải hành động, là phải giết, là phải đập, là phải lật đổ, lật đổ, lật đổ, lật đổ cái chính quyền chó, chính quyền theo tàu cộng, phải lật đổ, chứ không có ngồi mà nghe không à, đâu có được, nha. Nghe đâu có được đâu. Đó. Chị ơi, chị có biết chị Trần Thị Nga ở ngoài Hà Nam không chị? Chị Nga vừa bị bắt ngày 21/1/2017, bị tụi nó chụp mũ là tuyên truyền chống phá nhà nước. Tụi nó cướp hết các tài sản của chị Nga, xâm nhập vào account Facebook của chị Nga. Đau lòng quá chị ơi, tụi em mất đi một người chị thân yêu rồi. Ừ thì tụi em ngồi đó mà người dân không ai dám làm cho thì thôi chịu thôi. Bên đây hải ngoại người ta cũng lên tiếng, nhưng mà người dân Việt Nam quan trọng phải lên tiếng chứ. Bây giờ bên hải ngoại kêu cứu bên đây chị cũng đưa đâu đó đàng hoàng lên, mà ở Việt Nam thì nó không thả làm gì nó ngang ngược làm gì nó. Mà Việt Nam không ai dám đứng lên trên, Việt Nam ai cũng như là ngồi, những người là kêu bạn là không ai đồng lòng với ai trơn. Đây là cái chính sách mà nó chia ra mà. Chị ơi, là chị chuyện tranh chấp 11 năm chưa giải quyết, bắt đầu quách cho người ta chết luôn kìa chị ơi, ở tại Bình Định. Ừ chị coi cái video này rồi, nó đập cho người ta xong mà nó kéo qua người ta vô trong nhà, nó trói lại luôn, nó đủ mẹ thằng này mà gặp chị đó hả, tao dùng một ca axit tao tạt vô mặt chết mẹ mày liền, mày ở trong nhà luôn, mày khỏi ra ngoài. Người dân Việt Nam quá hiền mà, vậy chứ mà người dân với nhau đó, mà lỡ mà nhìn một cái là đủ mẹ tao qua tao quách nó chết mẹ mày liền đó. Còn mấy thằng mà công an, mấy thằng ủy ban thì sợ nó tới mức độ như vậy, nó không dám làm mẹ gì chứ, không dám làm gì chứ. Không dám. Lisa ơi, Lisa à, các bạn cũng là hỏi Lisa cùng chung một cái vấn đề, Lisa không có trả lời được nha. Hỏi cái gì là cứ hỏi đi, cứ ngồi lên hỏi chuyện này chuyện kia không à, hỏi lo cho bản thân mình không à. Chị ơi, chị nghe nói rằng những người nào bị bệnh HIV ở Việt Nam, nó chuẩn bị nó không cho miễn phí nữa, nó bắt phải nộp 600.000 đồng kìa chị ơi. Nó la làng với thế giới là ở Việt Nam cho khách du lịch vô ăn chơi chịch quá trời rồi, cho nên bây giờ là gần hơn 200.000 người ở Việt Nam mắc bệnh SIDA.
Mà cho nên những này là người ta phải cho cái thuốc nó uống để nó ngăn chặn, đừng có lây hăng người này lây lan người kia. Bởi vì người Việt Nam mình ích kỷ lắm, lỡ bị bệnh sida rồi là trả thù dân tộc, đi ra tao ăn ngủ với cả ngàn thằng, rồi 1000 thằng ăn ở với cả triệu thằng, riết rồi cả làng sida, nguyên nước sida luôn nữa. Cho nên Hoa Kỳ mới đưa thuốc ra để cho uống ngăn chặn trong 250.000 người đó là miễn phí 100%. Bây giờ nó lại vấn đề là đói quá rồi, nó không có tiền, nó giả bộ nó lội ra, nó bắt buộc phải đóng 600.000 đồng. Trong tương lai nó kêu nó em phải đóng 1 triệu, các em không đóng thì các em chết mẹ luôn đi, kệ mẹ nó, đâu còn quan trọng đâu. Cái mạng các em ở Việt Nam như là con kiến vậy đó. Thì bây giờ 250.000 người lỡ bị bệnh sida rồi, bây giờ đòi 600.000 tiền đâu có, kệ mẹ nó, bắt đầu là kêu bằng quậy mẹ nó luôn đi. Đụ mẹ làm bơm xăng, làm mìn xăng, tông vô ba cái vấn đề là quỷ ban, ba cái nhà của mấy thằng chó đẻ nó mà vào cho nó nổ mẹ nó trong trọng, cho chết mẹ nó trong trọng đi, lo gì, kệ mẹ mày, tao không cần biết, đừng có mà nói chuyện với tao nhiều, tao không cần mẹ gì trơn á, kệ cha nó, bây giờ tao là coi như chết rồi. Em Lisa ơi, em kêu gọi nhân dân trong nước đứng lên, quân đội chĩa súng vào đám bát nước không sợ nó để cứu nước, kêu gọi kiều bào hải ngoại cứu nước, nếu không chỉ còn có cái chết thôi. Kiều bào thì nó chạy về nó ăn chơi ở Việt Nam mà nó đấu giáp gì đâu, có chuyện gì nó bay mẹ nó qua bên đây rồi, chỉ vậy thôi. Còn quân đội ở Việt Nam thì bây giờ thằng Tàu Cẩm nó đang cái này là cái bằng là nó thâu tóp mẹ nó trơn rồi, có thằng nào mà dám đứng đầu lên đâu, thằng nào mà đứng lên thì cứ sợ không mà. Vô hỏi chị Lisa có bảo đảm cho anh em tụi tôi không, tụi tôi đứng lên trong vòng những này là 24 tiếng đồng hồ phải có viện trợ của nước ngoài vào, chứ không ấy nó đem 3 quân sư đoàn từ bên Tàu nó đi qua là sao. Cho nên các bạn ở Việt Nam, nếu quân đội đứng về bên mình rồi, hoặc là nếu quân đội có chuyện gì rồi thì các bạn cũng ùa vào để mà đứng lên, để mà quách thằng cơ động nào là chọi bơm xăng chết mẹ thằng cơ động đó, xe cứu hỏa tới cũng chọi luôn, nó đem sư đoàn vô là nổi lên luôn, ta nó bạo động lên như vậy đó. Bắt đầu là lúc đó là vấn đề là kêu bằng là những cái nước chẳng hạn như là gần kế một bên đó, Nhật Bản hay gì đó, người ta đem đồ qua, người ta viện trợ, ta đem súng đạn vô để cầm cự, nếu cần nữa thì ở ngoài Hà Nội nổi lên luôn đó. Cho nên nó, nếu mà nó điều động tới vấn đề là những cái quân khu 2, quân khu 4 đồ kia đó, thì các người là người Việt Nam cũng phải tinh con mắt một chút, quay đầu lại bắt chết mẹ những thằng chó đẻ Tàu Cộng chỉ huy. Rồi bắt đầu là cùng đoàn kết chúng ta. Bởi vì khi mà quân, chị đã nhận được cái tin rồi, quân khu 2, quân khu 4, quân khu 7 đồ kia, bắt đầu là kêu bằng những cái quân khu đó mà nó không có chịu nghe lời của thằng chó đẻ, chứ đây là đặc địa tình báo qua Nam để mà nó giết người dân Việt Nam, thì nó sẽ cho tốc thành một cái quân đội thiện chiến ở bên Tàu Cộng, quân đội của Tàu Cộng tràn qua ngay tức khắc qua để mà đánh cái quân đội ở bên Việt Nam bên đây nè đó. Cho nên nó quân đội ngục đi, uống ùn què đi, nó nghe lời nó mà đi đâu mà những này là đi ra đi nha. Chị ơi, em đã quan sát và theo dõi tình hình các nhóm dân chủ chân chính hiện nay kể từ cái vụ 19 tháng 1 kỷ niệm Hoàng Sa ở Hà Nội, thì số lượng người xem video và tin tức đã lên 2 triệu rồi chị ạ. Sắp tới còn gia tăng hơn nữa. Cho nên bọn dư luận viên trong và ngoài nước đang rất run sợ sức lan tỏa của các nhóm dân chủ ở Việt Nam. Nên bọn chó quan dư luận viên trong và ngoài nước đã tìm mọi thủ đoạn âm mưu để chia rẽ, để hù dọa người dân và gây bất hòa giữa các nhóm dân chủ chân chính như là nhóm của anh Thuận, nhóm No You, nhóm chị Mã Tiểu Linh. Nên hiện giờ ba nhóm này đang trúng kế địch và đang giận nhau và chia rẽ chị ạ. Em biết chị Mã Tiểu Linh là người tốt nhưng chị ấy hơi nóng tính và cực đoan, và chị ấy bị bọn gian xảo dư luận viên kích động nữa, nên bây giờ chị ấy đã đứng ra tuyên chiến với anh Thuận rồi đó. Em buồn quá chị ơi, em để ý kể từ các ngày 19 tháng 1 Hoàng Sa thì bọn Đảng Cộng sản đã bắt đầu run sợ và bắt khẩn cấp. Bây giờ tới chị Thúy Nga nữa, mà trong khi đó chúng ta ở bên ngoài thì cứ vấn đề là kêu bằng là đã đấu với nhau không như vậy. Em rất là buồn, đó là chuyện của người ta đi em, em đừng có quan tâm gì hết trơn á. Trong một cái xã hội mà dân chủ nó như vậy đó, chị mong cho đánh đấm lúc nào để nó có dân chủ, kệ mẹ nó. Chị thì chị ở kẻ giữa, không ai dám đụng tới chị hết trơn á, bởi chị không có tổ chức mẹ nào hết trơn, nhưng mà những người nào là chị đều biết hết trơn. Hễ mà đấu tranh chống đảng đỉ là chị ok. Còn mày mà theo mà mày bưng bô cho đảng đỉ rồi đó là tao không cần chấm mày, tao chửi mày, tao đập chết mày, mày tao giết mày luôn, tao giết mày luôn, giết cả dòng họ mày luôn nếu mà tao biết được mày là những cái thằng cộng sản chó đẻ nằm vùng. Cho nên những cái thằng mà ma đầu mà qua đây mà ngồi mà kích động chị hay là suối chị, ở bên Mỹ này cũng vậy, nó biết bao nhiêu đảng phái
biết bao nhiêu vấn đề là hội đoàn với nhau, họ cũng vấn đề là tranh giành với nhau, cũng là vấn đề là gây gỗ với nhau, chụp mũ cho nhau, bên này cộng sản bên kia vấn đề là nằm dùng để mà nói là làm cho xáo trộn mẹ nó cái cộng đồng này lên hết trơn như vậy đó. Nhưng mà chị nó, riêng đối với chị thì nó không dám đụng gì tới chị hết trơn á, kệ mẹ nó đi chị. Ok, chị coi cái thằng nào tổ chức nào mà mày chống thì mày như thế nào đó. Cho nên bây giờ bên hải ngoại các em thấy không, mặc dù nói là bây giờ tổ chức này mày là thằng cộng sản nằm dùng, nhưng mà khi họ đấu tranh họ vẫn đưa cờ vàng lên, họ đấu tranh mà mình nhìn thấy mà nó đúng vào cái mục tiêu thì ok. Mà cái bạn đi lên mà giả bộ chúng này là dẹp cờ vàng được, kêu vô là chị chửi chết con đỉ mẹ nó ngay, đấm ngay giết ngay, nói chuyện với mày. Cho nên chị hung tàn như vậy đó, chị hung tàn chị như vậy đó. Cho nên nó mẹ nó mấy cái thằng chó đẻ mà chỗ này là cộng sản nó đâu dám hói với chị đâu, đâu có thằng nào mà dám mà gà vô thăm dùng mà vô nói chuyện với chị đâu. Mà đặt vô trong đây á, có nhiều thằng mà đặt giáo bộ vô, chị ơi chị lên trên trển, chị vấn đề là kêu bằng là sexy lắm, chị chống cộng sản mà chị vấn đề là mặc bikini đi chị. Tao nói mày đi ra mày đi mẹ mày, kêu đi mẹ mày mặc bikini đi. Từ đó tới sao không dám vô mà ngồi nói chuyện với chị. Chị ơi chị ở bên kia tướng kia nó chửi chị kìa, chị ơi được cái tao nói mày đi mẹ mày ra cho tao nha, tao nắp đầu mày tao nhẫn xuống bên giờ. Chị ơi chị không bằng chị Trăng Lê, Trăng Lê nó hơn chị, tao nói kệ nó cho hơn luôn, tao là người thấp kém nhất, kệ mẹ nó, ai hơn cho hơn hết là sao. Nó vô nó chia rẽ không được rồi thì mà nó quản hồn. Bởi cho nên bây giờ nó sợ vô cùng, nói tới cái mặt của Lisa, trời ơi Lisa là thuộc về bà cố nội của tụi nào dư luận viên mà đặt được chơi cái trò mà vô đây mà giống như là gây rối loạn với chị mất công. Rồi bà đặt giá bộ giả làm ở Việt Nam Cộng Hòa vô chửi chị nữa chứ. Trời ơi, những người chú bác Việt Nam Cộng Hòa bên đây đều biết Lisa cả. Tất cả những hội đoàn bên đây nói tới Lisa Phạm không ai không biết cả. Đừng có bà đặt bà gà vô, biết chưa? Trời ơi, gia đình Việt Nam Cộng Hòa gọc nè các con. Đừng có vô đây bà đặt giá bộ. Tao đấm chết mẹ tao mày luôn. Việt Nam Cộng Hòa tao mày tên gì? Bà đặt vô đây bà đặt hỏi Việt Nam Cộng Hòa mày tên gì? Mày hỏi gì? Ba mày ở đâu? Sứ đoàn gì? Hồ sơ tao nắp trong tay cho tại đây nè. Mẹ tụi mày giết tao. Tao nhớ rồi tụi mày hết. Đặt chơi cái màn rối loạn. Nha. Trời ơi, thôi chị hiền hiền chút đi. Em giả bộ thôi nha mấy anh. Mấy tổ chức với dạ hơn nữa. Mấy anh chị đừng đánh em nha. Trời ơi, em sợ lắm. Em sẽ nghe lời hết trơn á. Trời ơi, đừng chạy qua bên kia kêu mấy người kia đánh Lisa nhé. Trời ơi, em sợ dữ lắm á. Trời ơi, em thì cho em nhát. Em có mình nên em mà. Trời ơi, đừng đụng tới em nha. Trời ơi, nghe không, nghe không? Đi mẹ tụi bay ra. Tụi bay ngồi đó, bay ly giác với tao. Tao ỉa trên đầu bộ chất trị. Tụi bay tao ỉa xuống cho tao. Tụi bay ngồi đó, tụi bay chập tới tao. Cái mỏ của tao, cái miệng của tao là tao nhai đầu, tao nhai cái lũ chó, tao bay không còn xương nhã ra nữa chứ. Đâu mà đặt mà vô đây mà dùng cái kế ly giác với tao. Nha. Nha chưa? Kệ đi em, để cho họ tuyên chiến vậy đó, cho họ tuyên chiến đi. Mình không có quan trọng đâu, họ muốn tuyên chiến, họ tuyên chiến. Muốn chửi nhau đó họ chửi đi, chửi điếc để mẹ nó ra vấn đề cũng mệt hả? Cũng quay đầu lại vấn đề là kêu bạn là mục tiêu đầu tiên thôi hả? Tức là mục tiêu là giải thể đảng cộng sản thôi hả? Tại vì bây giờ có nhiều người bên đây la làng lên mà người dân Việt Nam cứ im thinh hoài hả? Coi như không có chuyện gì hết trơn á. Giống như là lên trên đây ba cái chuyện xàm xí đố cho đâu thèm nghe đó. Bây giờ người nào mà nó chửi chị, các em thấy dư luận nguyên không? Chị cho vô thoải mái, vô chửi đi. Chửi bây giờ còn thằng nào con nào vô không? Đó chửi đi, tao cho tao chửi thoải mái. Tao đưa hình đằng Hồ Chí Minh lên chó ỉa trên mặt Hồ Chí Minh, tao cho Hồ Chí Minh uống máu. Chứ này là tháng của chị em phụ nữ. Vô chửi đi con mày, kéo 50 triệu người vô chửi tao còn mừng nữa đó. Vô chửi cho nó càng nhiều càng tốt. Tao cũng là tao à. Chửi đi. Trời ơi, tao đã nói rồi, Thiên Lôi nó gặp mặt tao nó còn nể qua một bên, nó chủ ngục nó gặp mặt tao nó còn phải vấn đề là quỳ lại tao nữa. Tụi bay mà vô chửi. Chửi đi. Chửi đi. Còn thằng nào con nào ngon bước tới chỗ tao ở. Bước tới đây. Bước đầu tới đây. Hoặc là tao đang lái xe được cái đó. Ngon, ngon mà chúng ta là chặn đầu xe tao. Hoặc là ngon nói chuyện với tao đi. Bắn mà không vớ sợ tụi mày cái thôi. Tao bắn xong rồi ra tao uống máu luôn. Tụi chết. Giúp đụng với tao. Khốn nạn. Lisa ơi, Nguyễn Phú Trọng bắt tay với Tàu Cộng, kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu ở Biển Đông. Nếu Mỹ can thiệp vào kìa chị, ông Donald Trump đã lên tiếng không?
để yên cho Trung Cộng. Cho nên giờ này Trung Cộng nó đang chuẩn bị, nó đem Việt Nam vào để làm con chốt thí. Nó mặc quân đồng phục toàn là của người Tàu Cộng không đó chị. Ừ, thì quân đội nó những này là cái mà nó khốn nạn vậy đó. Các em đi thi hành nghĩa vụ quân sự bắt đầu chuẩn bị, nó đem các em ra ngoài, những này là cái mà là ngoài ngoài đi quánh ngoài. Để mà những này là kêu bạn là quánh vậy. Rồi bắt đầu nó vô trong nước Việt Nam, bắt đầu là nó tuyên truyền lên. Nó kêu là ơi ơi, Đế quốc Mỹ giết dân ta, Đế quốc Mỹ chiếm Hoàng Sa. Mà thằng Tàu Cộng nó chiếm Hoàng Sa gần có mấy chục năm nay không sao đâu. Mà bây giờ chúng ta là chỉ cần cái Hoa Kỳ vô, bắt đầu nó la làng lên. Người dân Việt Nam quá ngu mà. Người dân Việt Nam mặc dù biết hết nhưng mà tại vì quá sợ để cho nó muốn nói con chó thành con mèo. Nó nói con mèo thành con chuột thì kệ mẹ nó đi. Bởi bây giờ nó sợ cái tiếng nói của chị là chị lên chị công bố khai dân trí, là chị nói sự thật cho mọi người dân nghe nè. Trong tương lai nó chửi Mỹ nữa. Bây giờ đây nè, cái đất tình báo qua Nam nó xúi cho toàn dân Việt Nam phải căm thù Mỹ. Mày căm sao khi mày chửi Mỹ, mày căm thù đã đời rồi. Rồi bắt đầu là tao ngồi tao giết mày. Vậy thôi hả? Bây giờ Mỹ đâu dám vô Việt Nam nữa đâu. Ngày xưa Mỹ đem quân vô Việt Nam mấy má tôi ăn ruột quần què. Bắt đầu là cái bằng là đem cộng sản vô nuôi ở trong nhà ở miền Nam cho nó ăn mẹ trơn, nuôi cho nó đủ mà chứa vũ khí để mà chúng ta cho nó cướp mẹ miền Nam Việt Nam. Nó giả bộ nó dụ, nó nói trời ơi à, thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó nói rồi à, sau khi mà chúng ta là giải phóng ta làm lại bằng 10 năm bằng 10 lần như vậy nữa, cho nên thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là cái bằng là nghèo lắm, cho nên cái giải phóng xong rồi đi làm giàu đó. Bây giờ giàu không, bây giờ bằng thời bây giờ mà còn chưa bằng được thì thời Việt Nam Cộng Hòa 75 nữa. Mà bây giờ nó dụ vậy, còn mấy má tôi ở miền quê bắt đầu là quảng hồn, nghe lời nó chiêu dụ. Rồi một thành phần thì nhát gan quá, bắt đầu ban đêm nó đi đến hỏi mày theo tao không, mày không theo tao cắt đầu mày chết mẹ mày hả. Bắt đầu quảng hồn đưa con mình cho gia nhập theo luôn. Bởi vì thằng chó đẻ, thằng đảng đỉ là nó có lá gan. Trời ơi, nó vô nó chiêu dụ chị hoài nè. Nó nói Việt Nam cần những người có lá gan mà liều mạng máu mặt như Lisa lắm. Lisa mà vào đi, tôi bảo đảm với Lisa, Lisa sẽ xây cho Lisa một căn nhà còn hơn là căn nhà mà của vấn đề là kêu bằng là giáo sư, vấn đề là kêu bằng là Ngô Bảo Châu nữa. Lisa nó nói trời ơi, thôi, bây giờ mày xây cho ta một tòa lâu đài Việt Nam, ta không dám về, nó đủ mẹ nó ra nước, vấn đề là ô nhiễm thức ăn không, mày thuốc tao chết rồi, tao đâu về đâu. Trời ơi, nó cần những người có lá gan như chị lắm. Bởi vì cái đám dân ngu khu đen này nó có dám có lá gan. Cho nên cần những người như chị, nếu mà vấn đề một người như chị có thể là vấn đề là lãnh đạo được gần hơn 50 triệu người. Chỉ cần một tiếng nói của chị thôi. Cho nên chị suy nghĩ lại đi, chị đầu quân đi, chị vấn đề là đi về đi. Bởi các em thấy không, trong cái thời chiến tranh cũng vậy đó, nó đưa những cái con đỉ mà vấn đề là giống như là Võ Thị Sáu được cái liều mạng, không biết sợ chết là gì đó, là đi vô nó thôi. Ban đêm ba bốn thằng cầm súng vô tới nhà, chứ đây là mày chịu theo tao không? Dạ, tôi sợ quá, đưa ra, không ra tao cắt đầu chết mẹ mày à. Quảng hồn đưa con ra nó huấn luyện rồi, chứ đây là như vậy. Vô quân đội các em thấy không? Nó huấn luyện vô quân đội các em thấy không? Đít mẹ mày. Ngồi cúi đầu xuống không dám nói thế nào. Chỉ cần mà những lời cứ bằng là mẹ lên tiếng cái thôi. Mày trả lời hả? Mày trả lời không? Cấm trả lời, cấm nói. Nghe không? Cúi đầu làm thinh. Đó, các bạn có trong quân đội nó huấn luyện sao nó không biết rồi đó. Ngày xưa nó cũng bắt Lisa vô, Lisa tưởng ở trong trống có đại bàng biết không. Lisa bước vô cái không biết sao mấy chị em ở trong nhìn thấy cái mặt của Lisa chắc thấy là mẹ nó nổi lên hai chữ, vấn đề là cu hồn cắt đảng hay sao. Vô trong quá, cưng ơi cưng ngồi đây đi cưng. Tao nói vậy hả, vô ngồi. Vô tao cho mày làm đại bàng. Tao giật vô gối tao lên chỗ mà đủ mẹ tao nấp đầu mà tao giật một phát một thôi đủ mắt cho mẹ hai là biết thế nào là lễ độ. Giọng tướng mà cửa sắt mà ở trong nhà giam, giọng tướng mà những đây là tường nó đủ mẹ không có độ. Tao nấp đầu mà tao giọng ực cho mày nằm đó mày chết cho đó mà cho mày đại bàng với tao. Mày đại bàng mày ốp điện với tao hả, tao đâm cho mày chết mày luôn cho mày ơi mày đại bàng với tao. Chị đi học hồi nhỏ đó, hai ba con đĩ bắt đầu mà đặt quách hội đồng với chị, bắt đầu mà đặt giá bộ thấy chị mạnh có tính bách với chị đâu nói đâu. Chị đợi cho tan trường đi tao cho mày nguyên một bài. Tao liếc ngang liếc dọc cái bà đó đang bán nguyên cái hũ cốc vậy nè, cốc ngâm đó. Chị nói cháu sẽ đền bà, tao chụp nguyên cái hũ cốc, tao phan một cái dèo. Đủ mẹ ra 4-5 con quả hồn chạy tắt lạc ở trong. Tao nói miễn ghim ở trong. Bắt đầu chạy lại tao chụp ghế, tao quất cây dao mà vấn đề chặt nước tát. Mẹ chạy không còn một mạng người nào. Thằng chó đẻ vấn đề là kêu bằng là ở trong lớp của chị, ở sớm của chị mà đặt nhậu xỉn đâu qua bắt đầu mà đặt vấn đề kiếp chuyện với chị, chửi chị ngồi chị sắc ra chị chửi chị nói uống rượu hay uống quần què vậy. Bắt đầu nó nghe vậy nó tức lên, nó chạy lên, nó tính lên nó quánh chị biết không. Chị đang cầm cái dao chị làm cá, chị phan một cái phật chắc ngay chân chỗ vấn đề là món ác vậy, đành đặt ra liền tại chỗ, chở đi bệnh viện mai mấy chục mũi liền tại chỗ. Từ đó tới sau về không ai dám đụng tới chị đâu, ở sớm chị đó. Thằng nào mà quánh lộn với tao rồi một cái đó, mày không giết tao thì thôi, là mày không giết tao được thì ok, mà mày để tao còn sống là mày chết con đĩ mẹ mày ngay, mày chết ngay.
Trời ơi, chị nhảy vô nhà nó mà chị cầm cái dao đó mà chị được mà nó chạy qua bên kia nó nấp đấy ha. Chị thấy không còn ai hết trơn mà chị nhìn lên chị thấy cái sàm nó phơi quần áo quần rin của nó đó. Chị gom hết mẹ nó quần áo của nó xuống, chị đứng chị bầm ở trước cửa nhà đó. Chị sắc giống như là chị sắc chị bầm thịt vậy đó. Chị cứa ra rồi chị xé ra vậy nè. Tao xé quần xé mày nè. Mày ngon mày đó đi thằng chó đẻ ơi. Xong rồi chị cầm dao hết chị coi mà chuối nào mà nó mọc lên hết đồ mẹ chị phạt ngang hết. Chị tao chặt đầu chết mẹ tao bây hết. Tao phá banh tành ở trong xong rồi chị đi về nhà chị nằm. Giáp đúng không? Trời ơi, xóm hồi đó hả, tôi biết còn mấy thằng nhỏ nhỏ mà cu hồ cắt bạc đó, mẹ nó theo nó kêu chị là đàn chị không. Chị đi đâu mà nói tới mà những này là khi bằng băng nhớt của chị rồi một cái đó hay là kể chứ là không ai dám đụng tới. Đừng có nói mà những này là mày ấy. Người dân Việt Nam bây giờ quá sợ cái đám chó đẻ này rồi. Quá sợ đám đỉ này rồi. Ngày xưa đó, mà cái nơi chị ở đó, cái xóm cu hồn phường cắt đạn đó, mà thằng chó đẻ công an nào vô đó đi rồi mày chết mẹ mày liền. Ta nói tao gài dây điện tao giật cho mày chết cha mày luôn. Chứ mày đừng có nói mặt mày nghe. Bây giờ những cái thành phần mà dữ dằn đi qua nước ngoài hết trơn rồi. Cho nên ở lại Việt Nam người dân quá hiền mà. Nó làm sao mà người dân bây giờ còn hơn cục bột nữa. Trời ơi chị thấy coi mấy cái video mà đặt lên mày mới nắm đầu nắm đôi kia chị khỏi cần nắm đầu. Tao cho mày nắm đầu. Tao cứ việc ở dưới mà đủ mẹ tao móc lên trên cuốn họng của mày. Tao dũng lên chứng thủy của mày thôi. Cho mày nói mày nắm đầu tao. Tao cho mày nắm đầu. Mày xấu số mày buông tao ra và tao cầm một cái cây thun vuông rồi tao cho mày nắm đầu. Tao quất mà không chắc con đĩ mẹ như cái lóc đập đầu thôi chứ đâu mà nắm đầu tao mà xé áo tao mất công mệt. Chị quýnh lộn chứ ít bao giờ chị vô chị nắm đầu lắm. Lúc nào chị cũng cầm sẵn dao trong người hết trơn. Kỳ đó chị coi đại nhạc hội. Cái tụi đó ba bốn con nó thấy chị dữ dằn quá biết không. Nó bắt đầu nó nhìn. Nó nói chị là con ô môi. Tức là ở Việt Nam kêu là gì? Con ô môi đó, ô môi tức là giống như gái, giống như trai vậy đó. Bắt đầu mấy cái con ô môi kia bắt đầu nó chặn đường chị ở ngoài đó. Ba bốn con cũng mặc đồ cắt tóc cao được kia cũng là thấy ghê lắm. Nhìn giống giang hồ, giang mai, giang mai bệnh lậu lắm. Tụi nó vô đàn em của chị vô nói chị, nó nói chị Lisa ơi. Nó đang chặn đường chị ở ngoài, nó đợi xong đại nhạc hội ra, nó quánh chị đó, hai ba con ở ngoài kìa. Cái chị nói có dao không? Nó nói không. Nó đi về hỏi ra ngoài coi bao nhiêu người, nó nói đông lắm, nó đứng ở ngoài á, nó đợi chị ba bốn thằng ở ngoài nữa kìa. Chị nói đi về nói đi về sớm, chị nói với sớm chị là chị Lisa đang bị nó bao vây trên đây là kêu tụi nó chạy xe lôi lên, chạy dân sớm ở dưới đó chạy xe lôi lên để giao vô sớm bò sốt cầu kho, để giao vô cầu sốt cầu kho. Cái bắt đầu để giao vô mà chị ở đó thì không có cây dao nào hết. Bắt đầu chị tức quá chị cầm cái muỗng mà quậy cà phê đó. Chị chặt dưới cái lùi trong cái bóp. Bắt đầu chị cầm cái muỗng đó chị mài. Người ta đang ca hát ở trên kia là anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Thì chị ngồi chị mài cái cây cái muỗng đó cho nó nhọn nhọn. Để ra chị đâm cho nó dễ chút chút gì chứ. Chị mài xong cái bắt đầu mẹ thay về ly nước của người ta tới dọn đi. Mất mẹ hai ba cái muỗng. Chị lấy hai cái muỗng chị mài sẵn. Bắt đầu chị giấu hai cái muỗng chị đi ra. Đồ mẹ nó tan rồi cái đứng nó chửi chị nó nói mày ngon mày ra đây mày ngon mày đi ra đây cái bắt đầu mấy đứa kia bắt đầu là nó chị đang đợi quân của chị lên mà quân của chị nó lên không có được quân của chị nó đang nhưng mà là giờ nó thông báo quy tụ đi lên nó lên không được bắt đầu chị nói điên lên rồi chị thấy nó không lên chị nói điên rồi chị nói kệ mẹ nó tao đi ra tao quánh bắt đầu chị bước ra rồi hai con nó tới đó chị khỏi cần cho nó nói chuyện với chị đâm một cái sực liền với trời ơi nó có dao kìa chị đâm một cái sực bên đây chị rút ra chị đâm một cái sực bên kia ủa tự tâm tố bùa sừng chân đua hết rồi bắt đầu hai ba thằng thanh niên nó nhào qua nó tính nó có lên gói chặt cỏ chị bắt đầu hả ở phe của chị đó bắt đầu nó kéo lên rồi quách chạy có cờ bắt đầu người ta ở đó cái người mà cái bà mà bán bún đó bà ngồi bà chỉ cho chị biết là cái thằng mà nó quách chị nó lên gói chắc chỗ chị tại vì người ta ở bên ngoài ta nhìn ta thấy mà chị ăn cướp chị biết được cái thằng đó rồi ha chị không nói tiếng nào thôi chị biết nhà cửa của nó rồi ha mày chết mày ha mày chị là một cô gái chị xõa tóc dài ha tóc dài bay trong gió ha chị để cái cây dao ở trong cái vỏ đấy chị đi chợ đấy biết không chị cầm chị toàn tên chị thấy nó đang ngồi nó ăn chị thấy rồi đang ngồi ăn bún đủ mẹ nó ra tông cầm cái dao từ ngoài sao mà chị trả một cái đủ má nó ra ngoài sao mà chị trả bổ tới ngày xưa ở Việt Nam xả một dao một cho mày chết mẹ mẹ đó mày đàn ông mà mày lên gói mày chắn chỏ tao mày quánh tao từ đó tới sau thằng đó gặp mặt chị sau này gặp mặt chị rồi không dám nói chuyện với chị luôn chứ ở đó mà mày ngồi đó mà mày ông mày ai vua vô mà mày quánh tao hả mẹ nó còn chị bây giờ đó ha mà có cái trò vụ mà quay phim mà đưa lên trên YouTube hay là đưa lên trên mạng rồi đó là chị còn thấy mặt còn dữ nữa là tụi bay chết mẹ tụi bay với tao tụi bay quay lên đi đưa lên đi rồi tụi bay chết tao đến từng nhà tao vũ sổ hết trơn tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ
Nhưng mà chị quánh lộn với nhau, chị ít bao giờ chị quánh bằng tay lắm. Mắt công về sưng tay sưng chân mệt lắm. Chị khoái quánh lộn mà có dao có vũ khí trong người là chị khoái lắm. Cho nên quánh lộn mà có cây có vuông có kéo có dao có đồ để mà chị cầm chị phang đó là chị mừng lắm. Chị khoái vậy đó, chị không thích quánh lộn mà ngồi mà nắm đầu nắm tóc rồi kia mà đi ra giọng được cái mệt lắm. Chị mà quánh lộn với ai ở ngoài chợ rồi chị đi tơn tơn mà ai kiếm chị chứ chị đòi là con mắt của chị lẹ lắm, chị liếc ngang liếc dọc mà thấy cái chỗ bắt thịt là chị chạy là chị giật mẹ cái dao bắt thịt ở trên nó ở xóm nó gặp mặt chị mà chị gây lộn với ai nó quảng hồn nó giấu dao mẹ đó là dao chặt mía hay là dao đốt mía gì nó giấu mẹ đó là chị liếc ngang thôi chị thấy là chị chụp liền, chị chụp chị làm chị liều mạng lắm, chụp là làm tới cái đi tích gì đó tích ủ mẹ nó cho mày ngồi đó. Nhưng mà ở Việt Nam á là không dám đụng tới cái đám đuổi mấy thằng công an chó đẹp ủ mắt nhây rồi tôi giết tụi mày biết nha. Nha. Chị ơi, chị chửi con này đi, chị thôi mấy cái con cá nhân nó chị không có chửi đâu. Mấy cái lũ chó đẻ vừa luồng dư chứ không cần chị chửi mấy con chó này đâu. Chị bây giờ chị lo chị nói chuyện những cái tin tức mật cho người dân Việt Nam nè, chị không có chửi mấy cái con chó này đâu. Mấy con chó này khi nào mà những này là kêu bằng nó gặp mặt chị ngoài đời đi nó biết liền à. Chị không có chửi mấy cái con chó này để làm gì. Mấy cái con mà những này là nhóc ép là chị mới cần phải nói chuyện với nó đâu. Để cho nó ngồi đó nó sủa đi. Chi qua qua mà hơi sức mạnh mà chúng này đụng tới chị là cọp. Chị không cần đụng tới mấy cái thứ này đâu. Em khỏi lo. Chị lên đây không phải là mục tiêu của chị mà đi chửi mấy cái con mét này. Mấy cái con vô danh chịu tốt là chị không có không cười cho chị. Chị chửi là tự thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, chửi cái đảng đĩ, chửi mấy cái thằng xúc vật công an. Mấy cái thằng chó đẻ đầu bò ngu ở bên quân đội. Chứ chị không có chửi mấy cái thứ này đâu. Thứ này đi ra bên đi. Không đáng với chị đâu. Chửi với mấy cái lũ này đó. Mấy cái lũ dư luận viên này người ta nhìn vào cũng mất thân phận của chị Lisa có các em. Chị Lisa có cái em quay hùng một thời dưới này là kêu bằng đó là đất nổi mà cả một cái bộ máy của nó còn rung rinh khi mà dưới này là đụng tới chị năm 2005 đó. Các em đã biết rồi, đâu cần đâu. Chị ơi chị đúng giờ này kìa chị ơi. Ôi vậy hả? Rồi thôi. Hôm nay tóm lại là kêu gọi người dân phải mạnh mẽ để mà cứu chị Nga ra. Toàn dân phải phá ngục, phải điện bơm xăng, phải trả thù, phải đồng loạt với nhau để mà đến cái thời điểm này là phải đứng lên nha. Và đồng thời âm mưu của thằng Tào Cẩm nó chuẩn bị nó đưa người dân Việt Nam đi ra ngoài Trường Sa để chết thai cho nó. Đó là những cái mục tiêu mà chính ngày hôm nay chị nhận được những cái mật tin như vậy. Và cái điểm 126 nó đã bán cho Tào Cẩm. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Có tin tức nào Lisa sẽ cho những lời mọi người dân Việt Nam nghe. Khi quý vị nghe rồi, quý vị phải hành động. Không thể nào nghe lỗ tai bên đây qua lỗ tai bên kia rồi ngồi đó đưa con mắt ra nhìn. Mình không có tự do mà mình không đổ bằng máu. Tự do mà mình không đổi bằng những lời tính mạng của mình. Không bao giờ có tự do. Lisa ngồi ở tại đây ở bên Mỹ này mà Lisa không mạnh mẽ, không cao cường thì Lisa đã chết từ lâu rồi. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ như vậy nha. Ở trên đời này bất luận như thế nào mình phải lấy võ chế địch trước đi, sau đó mình mới dùng lời lẽ để khuất phục. Bây giờ cái lũ chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam nó không cần phải lời lẽ, cho nên không cần phải lời lẽ cho cái lũ chó này. Tao không còn nói trình độ với tụi bay, chỉ có giết thôi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.